Thơ của Phaolô gửi cho người Roma, chương 1. Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi làm sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời. Là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh. Về con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sinh ra. Theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép. Tức là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Nhờ Ngài, chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin vì danh Ngài. Trong các dân ấy, anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Giêsu Christ vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian. Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng tin lành của con Ngài làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em. Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng. Tức là tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. Và hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng, đã ghe phen tôi toan đi thăm anh em, đặng hái trái trong anh em cũng như trong dân ngoại khác. Song về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ. Tôi mắc nợ cả người Greek lẫn người giả mang, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Ấy vậy, hễ thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao tin lành cho anh em là người ở thành Roma. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Trước là người Giu-đa, sau là người Greek. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho đấng dựng nên là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà uông đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người,
cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dựng ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Chương 2. Vậy, hỏi người kia, ngươi là ai mặc lòng? Hễ đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được, vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa. Bởi ngươi đoán xét họ mà cũng làm các việc như họ. Và chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế là hiệp với lẽ thật. Hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia. Vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gret. Nhưng vinh hiển, tôn trọng, cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gret. Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng vị nể ai đâu. Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà hư mất. Còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội thì sẽ bị luật pháp đoán xét. Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy. Và dân ngoại vốn không có luật pháp. Khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp. Còn ý tưởng mình, khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình. Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giêsu Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người, y theo tin lành tôi. Còn ngươi, mang lấy danh người Giu-đa, yên nghỉ trên luật pháp, khoe mình về Đức Chúa Trời ngươi, hiểu ý muốn Ngài và biết phân biệt phải trái, vì ngươi đã được luật pháp dạy. Khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm, làm thầy kẻ ngu, làm người dạy kẻ tầm thường. Trong luật pháp có mẫu mực của sự thông biết và của lẽ thật. Vậy, ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao? Ngươi giảng rằng chớ nên ăn cắp mà ngươi ăn cắp. Ngươi nói rằng chớ nên phạm tội tà dâm mà ngươi phạm tội tà dâm. Ngươi gớm ghét hình tượng mà cướp lấy đồ vật của hình tượng. Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi phạm luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời. Vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại như lời đã chép. Thật thế, nếu ngươi làm theo luật pháp thì phép cắt bì có ích. Còn nếu ngươi phạm luật pháp thì dầu chịu cắt bì cũng như không. Vậy nếu kẻ chưa chịu cắt bì giữ các điều răn của luật pháp, thì sự chưa chịu cắt bì đó há chẳng cầm như đã chịu sao? Kẻ vốn không chịu cắt bì mà làm trọn luật pháp sẽ đoán xét ngươi là kẻ dẫu có chửi của luật pháp và phép cắt bì lại phạm luật pháp. Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa thì không phải là người Giu-đa. Còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì.
Nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa. Phép các bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa mới là phép các bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Chương 3. Vậy thì, sự trỗi hơn của người Giu-đa là thế nào? Hay là phép cắt bì có ích gì chăng? Ích lớn đủ mọi đàn. Trước hết là điều này. Ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa. Mà làm sao? Nếu một vài người trong bọn họ không thành tín thì sự không thành tín của họ có làm cho sự thành tín của Đức Chúa Trời ra hư không sao? Chẳng hề như vậy. Thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối. Như có chép rằng, ấy vậy, Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài và sẽ được thắng khi chịu xét đoán. Song, nếu sự không công bình của chúng ta tỏ ra sự công bình của Đức Chúa Trời, thì sẽ nói làm sao? Khi Đức Chúa Trời giáng cơn giận thì Ngài không công bình sao? Tôi nói như cách người ta nói. Chẳng hề như vậy. Nếu vậy, thì Đức Chúa Trời đoán xét thế gian thế nào? Nhưng, nếu lẽ thật Đức Chúa Trời bởi sự nói dối của tôi mà được sự vinh hiển lớn hơn, thì sao tôi còn bị đoán xét như kẻ có tội? Vậy thì sao chúng ta không làm sự giữ cho được sự lành như kẻ dèm pha đã cáo và quyết rằng chúng ta dạy điều ấy? Sự đoán phạt những người đó là công bình. Thế nào? Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có. Vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gret thảy đều phục dưới quyền tội lỗi, như có chép rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Họng chúng nó như huyệt mã mở ra, dùng lưỡi mình để phỉnh gạt. Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang. Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu. Trên đường lối chúng nó rặt những sự tàn hại và khổ nạn. Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an. Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp. Hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài. Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp. Tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xứng công bình, nhưng không. Bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xứng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu. Vậy thì, sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin. Vì chúng ta kể rằng, người ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không bởi việc làm theo luật pháp. Hay là Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Giu-đa sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm cho kẻ chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin nữa. Vậy, chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy. Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Chương 4. Vậy, chúng ta sẽ nói Abraham, tổ phụ chúng ta, theo xác thịt đã được ích gì? Thật thế, nếu Abraham đã được xưng công bình bởi việc làm,
thì có cớ khoe mình. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy. Vì Kinh Thánh có dạy chi? Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người. Và đối với kẻ nào làm việc thì tiền công không kể là ơn nhưng kể như là nợ. Còn kẻ chẳng làm việc chi hết nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Ấy vậy, vua David cũng tỏ ra cái phước của người mà Đức Chúa Trời kể cho là công bình chẳng bởi việc làm mà rằng: phước thay cho kẻ lỗi mình được tha thứ, tội mình được che đậy. Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho. Vậy, lời luận về phước đó chỉ chuyên về kẻ chịu cắt bì mà thôi sao? Cũng cho kẻ không chịu cắt bì nữa. Và chúng ta nói rằng, đức tin của Abraham được kể là công bình cho người. Nhưng được kể thế nào? Khi người đã chịu cắt bì rồi hay là khi người chưa chịu cắt bì? Ấy không phải, sau khi người chịu cắt bì bèn là trước. Vậy, người đã nhận lấy dấu cắt bì như dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin khi chưa chịu cắt bì, hầu cho làm cha hết thảy những kẻ tin mà không chịu cắt bì, đặng họ được kể là công bình. Và cũng làm cha những kẻ chịu cắt bì, tức là cha những kẻ không những chịu cắt bì thôi, lại cũng noi theo dấu đức tin mà Abraham, tổ phụ chúng ta đã có trước khi chưa chịu cắt bì vậy. Và ấy chẳng phải bởi luật pháp mà có lời hứa cho Abraham hoặc dòng dõi người lấy thế gian làm gia nghiệp, bèn là bởi sự công bình của đức tin. Vì nếu bởi luật pháp mà được hưởng gia nghiệp thì đức tin ra vô ích, lời hứa cũng bỏ rồi. Vì luật pháp sinh ra sự giận, song đâu không có luật pháp thì đó cũng không có sự phạm luật pháp. Vậy nên bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Abraham là tổ phụ hết thảy chúng ta, y như lời chép rằng: ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Thật, người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc theo lời đã phán cho người rằng: dòng dõi ngươi sẽ như thế ấy. Người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy 100 tuổi, và thấy Sarah không thể sinh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Cho nên, đức tin của người được kể cho là công bình. Và ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người đã được kể cho là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa. Đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta sống lại từ trong kẻ chết. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Chương 5. Vậy, chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đang đứng vững. Và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa. Vì biết rằng hoạn nạn sinh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sinh sự rèn tập sinh sự trông cậy. Và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Và họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ
vì chúng ta chịu chết. Huống chi, nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, là bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Vì trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp thì cũng không kể là tội lỗi. Nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội, giống như tội của Adam là người làm hình bóng của đấng phải đến. Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Giêsu Christ chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Lại, sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu. Sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt, nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi dẫn đến sự xưng công bình. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Vậy như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng rải khắp cho mọi người thế ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Và luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thế nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thế ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Thư Roma chương 6. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài. Hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Vì, nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng, người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy, anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác thịt hay chết của anh em và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời
như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. Vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy. Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục, để được nên công bình hay sao? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình. Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thế nào? Thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thế ấy. Và khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi, thì đối với sự công bình, anh em được tự do. Thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đương hổ thẹn, vì sự cuối cùng của những điều đó, tức là sự chết. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Chương 7. Hỏi anh em, vì tôi nói với những kẻ biết luật pháp, vậy anh em há chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao? Cho nên, đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu. Nhưng nếu chồng chết, thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng. Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà vợ đi lấy người khác, thì phải bị kêu là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết, thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, dầu lấy người khác cũng chẳng phải là đàn bà ngoại tình vậy. Hỏi anh em ta, anh em cũng như vậy. Bởi thân thể của Đấng Christ anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt, thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến, hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự. Vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi, vì nếu luật pháp không nói ngươi chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam. Ấy là tội lỗi đã nhân dịp bởi điều răn mà sinh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi. Vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi. Ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống, nhưng khi điều răn đến thì tội lỗi lại sống, còn tôi thì chết. Vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống đã dắt tôi đến sự chết. Vì tội lỗi đã nhân dịp dùng điều răn dỗ dành tôi, và nhân đó làm cho tôi chết. Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Vậy thì điều lành trở làm cớ cho tôi chết sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi, đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác. Và chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành.
Bây giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm chọn. Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng, tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy, tôi thấy có luật này trong tôi. Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Như vậy thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Chương 8. Cho nên, hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Và chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy, nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà Thần Linh sống nhân cớ sự công bình. Lại, nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thật, anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi, đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi. Và nhờ đó chúng ta kêu rằng, A-ba, Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại, nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ Đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu, khỏi làm tôi sự hư nát, đặng giữ phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay.
không những muôn vật thôi. Lại, chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông kệ, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa. Mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song, nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phận. Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Chương 9. Tôi nói thật trong đấng Christ, tôi không nói dối. Lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh. Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn, bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi đấng Christ. Vì anh em bà con tôi theo phần xác, tức là dân Israel, là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa, là dân sinh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sinh ra đấng Christ, là đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Amen. Ấy chẳng phải lời Đức Chúa Trời là vô ích. Vì những kẻ bởi Israel sinh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Israel. Cũng không phải vì là dòng dõi của Abraham thì hết thảy đều là con cái người. Nhưng có chép rằng, ấy là bởi Isaac mà ngươi sẽ có một dòng dõi gọi theo tên ngươi. Nghĩa là chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là dòng dõi Abraham vậy. Và lời này thật là một lời hứa. Cũng kỳ này ta sẽ lại đến, Sarah sẽ có một con trai. Nào những thế thôi, về phần Rebecca, khi bà ấy bởi tổ phụ chúng ta là Isaac mà có thai đôi cũng vậy. Vì khi hai con chưa sinh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ, hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ đấng kêu gọi, thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng, đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ, như có chép rằng, ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau.
Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy. Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Trong Kinh Thánh cũng có phán cùng Pharaon rằng: Này là cớ vì sao ta đã dấy ngươi lên? Ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất. Như vậy, Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm. Vậy thì, ngươi sẽ hỏi ta rằng, sao Ngài còn quở trách? Vì có ai chống lại ý muốn Ngài được chăng? Nhưng hỡi người, ngươi là ai mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắng nên mình rằng, sao ngươi đã làm nên ta như vậy? Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang trọng, lại hạng khác để dùng việc hèn hạ sao? Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn thạnh nộ và làm cho biết quyền phép Ngài, đã lấy lòng khoan nhẫn lớn, chịu những bình đáng giận sẵn cho sự hư mất, để cũng làm cho biết sự giàu có của vinh hiển Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển, thì còn nói chi được ư? Đó, tôi nói về chúng ta là kẻ Ngài đã gọi, chẳng những từ trong người Giu-đa mà cũng từ trong dân ngoại nữa. Như Ngài phán trong sách Ô-sê rằng: Ta sẽ gọi kẻ chẳng phải dân ta là dân ta, kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. Lại xảy ra trong nơi Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi chẳng phải là dân ta đâu. Cũng tại nơi đó, họ sẽ được xưng là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Còn Ê-sai nói về dân Israel mà kêu lên rằng: Dầu số con cái Israel như cát dưới biển, chỉ một phần sót lại sẽ được cứu mà thôi, vì Chúa sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài cách trọn vẹn và vội vàng trên đất. Lại như Ê-sai đã nói tiên tri rằng: Nếu Chúa vạn quân chẳng để lại một cái mầm của dòng giống chúng ta, thì chúng ta đã trở nên như thành Sodom và giống như thành Gomorrơ vậy. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Những dân ngoại chẳng tìm sự công bình thì đã được sự công bình, nhưng là sự công bình đến bởi đức tin. Còn như dân Israel tìm luật pháp của sự công bình thì không đạt đến luật pháp ấy. Tại sao? Tại họ chẳng bởi đức tin mà tìm, nhưng bởi việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá ngăn trở, như có chép rằng: Này, ta để tại Si-ôn một hòn đá ngăn trở, tức là hòn đá lớn làm cho vấp ngã. Hễ ai tin đến thì khỏi bị hổ thẹn. Chương 10. Hỏi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. Vì tôi làm chứng cho họ rằng, họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn. Bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Và Môi-se luận sự công bình đến bởi luật pháp cách này: Hễ ai làm theo điều đó thì nhờ đó mà sống. Nhưng sự công bình đến bởi đức tin thì nói như vậy: Chớ nói trong lòng ngươi rằng ai sẽ lên trời, ấy là để đem Đấng Christ xuống, hay là ai sẽ xuống vực sâu, ấy là để đem Đấng Christ từ trong kẻ chết lại lên. Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra, và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Và Kinh Thánh nói rằng, kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa và người Grec không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa,
giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại, nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu. Vì Ê-sai có nói rằng, lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe. Mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Nhưng tôi hỏi, có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất và lời của sứ giả đã đạt đến cùng thế gian. Tôi lại hỏi, thế mà dân Israel chẳng biết chi hết sao? Môi-se đã nói rằng, ta sẽ dục lòng ganh tị các ngươi bởi kẻ chẳng phải là dân. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một dân ngu dốt. Lại Ê-sai nói cách bạo dạn rằng, những kẻ chẳng tìm kiếm ta thì đã gặp thấy ta. Ta đã tỏ mình ra cho kẻ chẳng hỏi han ta. Song về dân Israel thì rằng, ta đã giơ tay ra cả ngày hướng về dân bội nghịch và hay nói trái. Chương 11. Vậy tôi nói, Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy. Vì chính tôi là dân Israel, dòng dõi Abraham về chi phái Benjamin. Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước. Anh em há chẳng biết Kinh Thánh chép về chuyện Eli sao? Thế nào người kiện dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời mà rằng, lạy Chúa, họ đã giết tiên tri Ngài, hủy phá bàn thờ Ngài. Tôi còn lại một mình và họ tìm giết tôi. Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thế nào? Ta đã để dành cho ta 7.000 người nam chẳng hề quỳ gối trước mặt ba anh. Ngày nay cũng vậy. Có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển. Nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa, bằng chẳng thì ơn không còn phải là ơn. Vậy thì làm sao? Ấy là dân Israel chẳng được điều mình tìm. Song những kẻ lựa chọn thì đã được, và những kẻ khác thì bị cứng lòng. Như có chép rằng, Đức Chúa Trời đã cho họ mờ tối, con mắt chẳng thấy, lỗ tai chẳng nghe, cho đến ngày nay. Lại, David có nói, ước gì bàn tiệc của họ trở nên bẫy, lưới, nên dịp vấp chân và sự phạt công bình cho họ. Ước gì mắt họ mù không thấy được, và lưng họ cứ khom luôn. Tôi lại hỏi rằng, có phải dân Israel vấp chân giường ấy hầu cho té xuống chăng? Chẳng hề như vậy. Nhưng ấy là bởi tội lỗi họ mà sự cứu đã đến cho dân ngoại, hầu để dục lòng tranh đua của họ. Và nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian, sự kém suốt họ đã làm giàu cho dân ngoại, thì huống chi là sự thịnh vượng của họ. Tôi nói cùng anh em là người ngoại. Bấy lâu, tôi làm sứ đồ cho dân ngoại. Tôi làm vinh hiển chức vụ mình, cố sức để dục lòng tranh đua của những kẻ đồng tộc tôi và để cứu mấy người trong đám họ. Vì nếu sự dứt bỏ họ ra đã làm sự hòa thuận cho thiên hạ, thì sự họ trở lại trong ân điển há chẳng phải là sự sống lại từ trong kẻ chết sao? Và nếu trái đầu mùa là thánh, thì cả đồng cũng thánh. Và nếu rễ là thánh, thì các nhánh cũng thánh. Ví bằng, có một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn là cây olive hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ của cây olive, thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình, thì hãy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi. Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi để ta được tháp vào chỗ nó. Phải lắm. Các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ đức tin mà còn. Chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi.
Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên, thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa. Vậy, hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhạc của Đức Chúa Trời. Sự nghiêm nhạc đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhân từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài, bằng chẳng, ngươi cũng sẽ bị chặt. Về phần họ, nếu không ghi mài trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp, vì Đức Chúa Trời có quyền lại tháp họ vào. Nếu chính ngươi đã bị cắt khỏi cây olive hoang thuận tánh mình, mà được tháp vào cây olive tốt nghịch tánh, thì huống chi những kẻ ấy là nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây olive mình. Và hỏi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này. E anh em khoe mình khôn ngoan chăng? Ấy là một phần dân Israel đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ, vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu. Như có chép rằng, đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ khi ta xóa tội lỗi họ rồi. Nếu luận về tin lành, thì họ là nghịch thù bởi cớ anh em. Còn luận về sự lựa chọn, thì họ được yêu thương bởi cớ các tổ phụ. Vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ. Lại như khi trước, anh em đã nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự nghịch của họ, thì cũng một thể ấy. Bây giờ họ đã nghịch, hầu cho cũng được thương xót bởi sự thương xót đã tỏ ra với anh em. Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bạn nghịch, đặng thương xót hết thảy. Ôi, sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài, nào ai thấu được? Đường nẻo của Ngài, nào ai hiểu được? Vì ai biết ý tưởng Chúa? Ai là kẻ bàn luận của Ngài? Hay là ai đã cho Chúa trước đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen. Chương 12. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời, khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Và như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rủa.
hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng, chớ cho mình là khôn ngoan. Chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy, nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, có khát hãy cho uống. Vì làm như vậy, khác nào mình lấy những thang lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Chương 13. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên, ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Và các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành sẽ được khen thưởng. Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song, nếu ngươi làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ. Người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Vậy nên, cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời hằng giữ việc ấy. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc. Nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Và những điều răn này, ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời này. Ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận. Vậy, yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đi, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Chương 14. Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. Người này tin có thể ăn được cả mọi thứ, người kia là kẻ yếu đuối chỉ ăn rau mà thôi. Người ăn chớ khinh dễ kẻ không ăn, và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người. Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó. Song nó sẽ đứng vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng. Người này tưởng ngày này hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau. Ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa, kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời. Và chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Đấng Christ đã chết và sống lại
ấy là để làm chúa kẻ chết và kẻ sống. Nhưng ngươi sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi sao khinh dễ anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Bởi có chép rằng, Chúa phán, thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta, và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Vậy, chúng ta chớ xét đoán nhau, nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã. Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giêsu rằng chẳng có vật gì vốn là dơ dái, chỉ có ai tưởng vật nào là dơ dái thì nó là dơ dái cho người ấy mà thôi. Và nếu vì một thức ăn ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. Vậy chớ để sự lành mình trở nên cớ dèm chê. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen. Vậy, chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc Đức Chúa Trời. Thật, mọi vật là thanh sạch, nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp phạm thì là ác. Điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu và kiêng cử mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình. Ngươi có đức tin chừng nào, hãy vì chính mình ngươi mà giữ lấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng. Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm. Và phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Chương 15. Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. Vì Đấng Christ cũng không làm cho đẹp lòng mình, như có chép rằng, lời của những kẻ nguyền rủa Chúa đã đổ trên mình tôi. Và mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giêsu Christ, để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy thì anh em hãy tiếp lấy nhau cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Và tôi nói rằng, Đức Chúa Giêsu Christ đã làm chức vụ mình nơi người chịu cắt bì, đặng tỏ bày sự thành tín của Đức Chúa Trời và làm quả quyết lời hứa cùng các tổ phụ chúng ta, lại khiến dân ngoại khen ngợi Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài. Như có chép rằng, bởi đó tôi sẽ ngợi khen Chúa giữa các dân ngoại và ca tụng danh Ngài. Lại có chép rằng, hỡi dân ngoại, hãy đồng vui cùng dân Chúa. Lại rằng, hỡi hết thảy dân ngoại, hãy khen ngợi Chúa, muôn dân nên ngợi khen Ngài. Ê-sai cũng nói rằng, từ cội rễ Giê-xê sẽ nứt lên cái chồi cai trị dân ngoại sẽ trông cậy chồi ấy. Vậy, xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy. Hỏi anh em, về phần anh em, tôi cũng tin chắc rằng anh em có đầy lòng nhân từ, đủ điều thông biết trọn vẹn, lại có tài khuyên bảo nhau. Nếu tôi đã lấy lòng thật dạng dĩ mà viết thư, nói điều này điều kia với anh em, ấy là để nhắc lại cho anh em nhớ. Bởi ơn Đức Chúa Trời đã làm cho tôi, nên chức việc của Đức Chúa Giêsu Christ giữa dân ngoại làm chức tế lễ của tin lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa và nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Vậy, tôi có cớ khoe mình trong Đức Chúa Giêsu Christ về điều hầu việc Đức Chúa Trời. Vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài, bởi lời nói và bởi việc làm, bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời.
ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Illyri, tôi đã đem đạo tin lành của Đấng Christ đi khắp chốn. Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao tin lành ở nơi nào danh Đấng Christ chưa được truyền ra, để cho khỏi lập lên trên nền người khác, như có chép rằng: những kẻ chưa được tin báo về Ngài thì sẽ thấy Ngài, những kẻ chưa nghe nói về Ngài thì sẽ biết Ngài. Ấy cũng là điều đã nhiều lần ngăn trở tôi đi đến thăm anh em. Nhưng bây giờ chẳng còn có chi cầm buộc tôi lại trong các miền này nữa. Vả lại, đã mấy năm nay tôi rất ước ao đến cùng anh em. Vậy, nếu tôi có thể đi xứ Y-pha-nho được, thì mong rằng sẽ tiện đàn ghé thăm anh em. Sau khi được chút thỏa lòng ở với anh em rồi, thì nhờ anh em sai đưa tôi qua xứ ấy. Nay, tôi qua thành Jerusalem đặng giúp việc các thánh đồ. Vì người xứ Macedon và xứ A-chai vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở thành Jerusalem đang nghèo túng. Họ vui lòng làm sự đó và cũng mắc nợ các người đó nữa. Vì nếu người ngoại đã có phần về của cải thiêng liêng người Giu-đa, thì cũng phải lấy của cải thuộc về phần đời mà giúp cho người Giu-đa. Vậy, khi tôi làm xong việc ấy và giao quả phước này cho họ rồi, tôi sẽ ghé nơi anh em đặng đi đến xứ Y-pha-nho. Tôi biết, khi tôi sang với anh em, thì sẽ đem ơn phước dồi dào của Đấng Christ cùng đến. Vậy, hỏi anh em, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời, hầu để tôi được thoát khỏi những người chẳng tin trong xứ Giu-đê và của làm phước mà tôi đem qua thành Jerusalem sẽ được các thánh đồ vui lòng nhậm lấy. Bây giờ tôi có thể vui mừng đi đến anh em, và nếu vừa ý Đức Chúa Trời cũng nếm mùi an nghỉ với anh em nữa. Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an ở với anh em hết thảy. Amen. Chương 16. Tôi gửi gắm Phê-bê, người chị em chúng ta, cho anh em, người làm nữ chấp sự của hội thánh Saint-Cœuré. Hãy ân cần tiếp rước người trong Chúa chúng ta một cách xứng đáng với thánh đồ, và hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần đến anh em, vì chính người đã giúp nhiều kẻ và cũng giúp tôi nữa. Hãy chào Perishin và Aquila, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Jesus Christ, là hai người liều chết để cứu sự sống tôi. Ấy chẳng những một mình tôi tạ ơn hai người, nhưng cả các hội thánh của dân ngoại nữa. Cũng hãy chào hội thánh nhóm tại nhà hai người. Hãy chào Ebinet, là người rất thiết với tôi và đã nên trái đầu mùa trong xứ A-si cho Đấng Christ. Hãy chào Mary, là người có nhiều công khó vì anh em. Hãy chào Antronica và Junia, tức là bà con và bạn đồng tù với tôi, là hai người có danh vọng trong các sứ đồ và thuộc về Đấng Christ trước tôi vậy. Hãy chào Amlia, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa. Hãy chào Urban, bạn cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ, và Ectachi, là kẻ rất thiết với tôi. Hãy chào Abela, người được tiếp nạp trong Đấng Christ. Hãy chào các người ở nhà Aristobu. Hãy chào Herodion, là bà con tôi. Hãy chào các người ở nhà Narcissus, là những kẻ ở trong Chúa. Hãy chào Tryphener và Tryphoser, là hai người làm việc cho Chúa. Hãy chào Bersider, người rất thân với tôi và đã làm việc nhiều cho Chúa. Hãy chào Rufu, người được chọn của Chúa, và chào mẹ người, cũng là mẹ tôi. Hãy chào Asincaric, Phlegon, Hecme, Batroba, Hecma và các anh em ở với họ. Hãy chào Philologer và Yuli, Nere và chị người Olim, và hết thảy các thánh đồ ở với họ. Anh em hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy các hội thánh của Đấng Christ chào anh em. Hỏi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ.
và lấy những lời ngọt ngào vua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà. Sự anh em vâng phục thì ai ai cũng biết rồi. Vậy tôi vì anh em vui mừng, mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành và thanh sạch đối với điều dữ. Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp dày đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu chúng ta ở cùng anh em. Timôthê, kẻ cùng làm việc với tôi, chào anh em. Lucius, Gia-xôn và Sosibate là bà con tôi cũng vậy. Tôi là Tẹt Tiêu, người chép bức thư này, chào thăm anh em trong Chúa. Gai Út là người tiếp đãi tôi cùng tiếp đãi cả hội thánh, chào anh em. Erác, quan kho bạc thành phố, và Quarotu, người anh em chúng ta, cũng chào anh em nữa. Ngợi khen đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo tin lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Giêsu Christ theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm, là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước mà bây giờ được bày ra, và theo lĩnh Đức Chúa Trời hằng sống bởi các sách tiên tri bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ nguyện xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một đời đời vô cùng. Amen.